Rồi, như vậy là xong rồi các bạn. Ở đây thì mình còn một tấm năng lượng mặt trời này, thì sáng mai thì mình sẽ leo lên nóc nhà và đặt nó trên đó. Cái tấm này thì chỉ có nhiệm vụ là sạc cho hai cái bình ắc quy phía dưới thôi. Còn nhiệm vụ kích điện thì của con Inventor dưới phía dưới này. Còn tối nay thì mình sẽ test thử cho anh em khả năng của cục Inventor chuyển điện từ 12V lên 220V nha. Ở đây mình có thiết kế hai cái công tắc. Công tắc thứ nhất á là của bộ nguồn Inventor. Khi mà cấp nguồn thì cái này nó sẽ sáng này. Công tắc thứ hai là cái công tắc của bộ sạc ắc quy. Cái công tắc này á nó sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ là sạc cho hai bình ắc quy ở phía sau, thì nó sẽ theo một cái nguyên tắc là chúng ta sẽ cấp nguồn ắc quy cho thầy trước, sau đó mới đến là của cái tấm pin năng lượng mặt trời. Ở đây mình có trang bị cho nó thêm một cái đồng hồ công suất, nó tổng công suất tiêu thụ á, nó báo cho anh em cái điện áp là 220V này, dòng tiêu thụ là 0.3A, số watt là chưa có này, tần số là 50Hz. Nút bên này thì là cái nút để xem bình ắc quy và mặc cái bộ sạc cho ắc quy luôn. Đây mình có chừa ra một cái rắc này, cái rắc này sẽ ghim vô cái tấm năng lượng mặt trời đây, nhưng mà sáng mai mới làm nó, hôm nay thì mình sẽ test thử với cục Inventor thôi. Giờ thì mình sẽ test thử với nó trước. Đầu tiên ở đây mình chuẩn bị cho nó là hai cái quạt, và mình sẽ bật cái tivi này, router wifi và bật luôn cái đèn này. Mình sẽ mô phỏng khi mà bị cúp điện, cúp cầu dao. Và lưu ý với các bạn là chúng ta sẽ tắt hết tất cả các thiết bị điện trong gia đình nha. Tắt hết rồi các bạn. Sẽ thử với mấy cái quạt này trước. Công suất tiêu thụ của nó là 44W. Đang quay đây. Giờ sẽ tới cây quạt thứ hai. Rồi. Các bạn cần chuẩn bị một cọng dây nối như thế này. Đây nha. Kim nối vô. Đèn sáng nè, quạt sáng, sáng hết luôn. Nào, một cái quạt, hai cái quạt, một cái bóng đèn, router wifi này, router wifi đang chạy luôn này. Giờ bật tivi luôn các bạn. Rồi, tivi lên nữa các bạn. Hai cái quạt vẫn còn quạt nha. Đó. Công suất hiện tại là 3 cái gì mà không bán quyền đây. Rồi các bạn, giờ mình sẽ thử ngắt nguồn hết nha. Bấm một phát là tắt nguồn luôn. Đây. Rồi. Đây, bấm Inventor nè. Đó. À, tắt hết rồi. Cái này thì anh em có thể sử dụng trong cái trường hợp mà bị mất điện á. Cái này thì sẽ không thể mà thay thế cho cái việc mà tiết kiệm điện thường ngày được. Nhưng mà
Khi mà cúp điện anh em sử dụng cái này là rất là tốt. Sáng mai sẽ lắp cái này lên nóc nhà đó là xong. Cho các bạn, mình đang để cái tấm pin năng lượng mặt trời kia đi phơi á. Đây, kéo dây vô đây. Sạc cho con này. Lúc nãy là nó 12.7, bây giờ lên là 12.9 rồi. Sạc cũng gần đầy cái bình ắc quy. Định lên nóc nhà, bỏ trên nóc nhà nhưng mà lười quá cho nên là thôi câu dây ra phơi ngoài đây để sạc cho cái bộ này thôi. Có gì mình kéo vô kéo ra nó cũng dễ. Có làm bánh xe mà không có sợ. Rồi, như vậy mình làm xong rồi. Nếu bạn thấy video này hay thì nhấn like, share và subscribe mình nha. Chúc bạn thành công.